Hai xin chào mọi người nha. Các bạn sẽ lại với kênh Nguyễn Hải nha. Hôm nay một tin rất là vui. Vợ Nguyễn Xanh. Mà bé gái. Hôm nay là em cho là em bé gái của mọi người ơi. À, con của tôi béo bé gái. À, con của nghĩa bé gái. Cũng gì? Mình bé gái. Chắc chắc tôi tới con trai. Cái này lớn hơn nữa mà làm tấp tấp cười chết luôn, cười tâm hại chưa tin gì. Thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu chuẩn bị xe đi xuống dưới mọi người ơi. Tại vì trễ đi sớm về sớm để vừa khuya nguy hiểm. Thì mình sẽ đầu đi mọi người, đợi bạn đi dưới góc nha, đi thôi. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã tới bệnh viện. Thì y như cũ là tụi mình sẽ không bao giờ đi vô bệnh viện quay. Tại vì mình quay người ta không cho. Thì tới đó mình sẽ quay bằng xe. Thì em đứng đây mình sẽ đợi tem vô. Đây hai chồng tụi béo đây. Còn Cảnh với Nghĩa hai người ghé khách sạn. Mọi người xếp mới ra. Hai cha sủn rồi. Thì mình có mua mấy trái cây rồi. Ghé mua trái cây nè. Cảnh với anh Liên. Có mình muốn mua trái cây. Để lên trển tụi mình thăm cô bé công chúa nhỏ của Phạm Vô Thịt. Cái này là vô thăm là Nghĩa có kinh nghiệm rồi nè. Biết chỗ mình nằm không? Ê. Dạ anh Minh nằm. Đi. Đây. Đây lên. Có một chỗ một á. Anh dành dưới xe hả? Thôi cho anh lại đi lên. Mới đi đi nào chợ. Đi vô đi. Đây. Vô trống tao đầu. Cố nội nè nghe thiệt tình. Ê. Ôi mày đi con nhờ. Ô. Cảm ơn nhiều quý rồi, đúng rồi, đúng con Minh nè mọi người ơi. Đi ra ngoài là nhìn như là biết con Minh liền. Đúng rồi, vậy rồi nè. Miệng nè. Nè không thấy bà mẹ đây mà nhìn ra là biết con Minh liền. Bữa này là sao? Để đây nè. Phải nó có con nhỏ. Bây giờ bữa này mới chưa có chồng chị nghĩa chó nó còn mình bảo chung. Mình quy rồi bà nội cha thức đi chơi nè vô. Mở mắt lên nhiều chuyện nè bập ơ. Bập ơ bập. Anh làm cha thế là mình con ư. Bập. Mình con nhà cũng điểm cho mình cấp. Đi vô ai đi còn bánh chán nữa trời. Đây không có ai giỡn chó đi ăn không có giường ngày cũng đỡ
Có luôn, không có, mới làm mới dễ thương á, mình nói chào con. Chào em. Chào em. Tên gì? Tên gì? Hải Vy. Hải Vy. Có tên Hải đó. Tên Hải vô đệ. Có Hải phải cho con nội đó, ông đi ăn có tên tôi là nó ăn như đúng rồi. Hải Vy. Có tên tôi là tôi vái không? Con kệ, nói rồi nói nhưng có thôi. Ê, tao tưởng rồi. Coi cái tay nó nhỏ không mà lấy cái gì rồi mà ẩm con sao không Vy? Ẩm con gì nè. Kè chạy 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 Kìa Minh ơi, chắc ẻ hay gì kìa Minh ơi. Ẻ ơi. Ẻ ơi. Ừ. Qua lấy mặn chấm ăn được. Mình sẽ hãy tặng em bé một bài. Thôi thôi được rồi, mày nghỉ đi. Mày nghỉ đi. Bác sĩ vô mày quay không? Bác sĩ vô mà. Bác sĩ vô. Không 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 lớn lớn là để làm cái cậu đây à làm luôn ở đây này nè thôi giống như đừng nói cãi lắm trời ơi bán luôn đó chứ bạn đem bán cho ai cha tại cái này bằng phòng phòng mà không nào được cố xuống đây ăn hoài luôn nè thích em bé không bữa nay là số 1 rồi thích em bé không đẻ đứa đi đi cua quay đi mày mày nhắc trước đi đi đây trời ơi 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 ai chăm con là ba này tôi mới cùi, ba này chăm con cho nó đi lắm. Để học đi, để học cho lượt đem về. Cái này còn thèm của mình đang chết, mình chả luôn. Mình ơi. Đi dài với sức diễn nhé, sách cho bọc về thôi ngồi coi hai đi nhậu bên đây đi nhậu nhậu á không được nó chứ nhìn bé thương người vài bữa bé về nhà mốt về mọi người ơi thì tụi mình về cho bé nghỉ ngơi với mình nó này nó đuối rồi chạy lên chạy xuống hoài với tội nghiệp đó nhưng mà ủng hộ nha ủng hộ nhiều nha chứ thấy bán người uy tín là nó lấy cây nó xét nghiệm này nè đứng tại rồi nó nói lại chuyện luôn ta chia đường không sao cũng nó lấy nước này nè nè anh dịch cái câu đó có thập phẩm thập phẩm tròn tăng mấy cái tập tiếng gây vậy mang thầm giờ cái luôn đi sao biết được thân cơ của con này tại vì nó bị ba khi gửi luôn ta chào đâu mày cứng tôi thấy là mũi với chân mày giống mình là tôi chịu quá thiếu cái tay rồi bây giờ mình nó lại nha tôi anh đi thôi dạ nha cảm ơn em à, chúc mừng nói chung một cuối hơn mấy bạn biết sao mình cũng chúc mày tròn con vuông không tại có những câu chúc mày tròn con vuông ấy để con cái mặt vuông thấy ghê để con này ra chúc mày tròn con gãy hả mẹ tròn con mớ chúc mẹ tròn con tròn là hai mẹ con súng chiếm bún miếm ổn ổn anh thấy hả
Hải kìa. Anh Nguyễn Hải nè. Khùng á. Đem đi, ở ngoài ở ngoài. Tụi mình ghé quán bò này ăn mọi người ơi. Nằm ở đường này đường nào ta? Đường Phan Đình Phùng mọi người. Gần bệnh viện Bình Dương. Gần bệnh viện Nhật Tân mọi người. Quán này ngon lắm mọi người ơi. Tại hôm bữa anh ghé ăn rồi, thấy ngon quá nên dẫn anh em đi ăn chung. Nè ba đứa qua đây ngồi đi. Chờ cái anh Quy nữa chờ. Ăn gì kêu đi anh em. Quá trời món. Ở đây bữa mới ăn cái gì mà có miếng cái miếng bò bự với ba lửa luôn. Đâu với xã. Tào lao luôn. Không chú món đó nhậu rồi mọi. Mà cái gì nè anh em? Rau muống xào tỏi. Bánh mì lắc phô mai. Bò cu bê đúng rồi, bò cu bê. Ăn gì? Cho hai phần bò cu bê đi. Ghi vô. Bò cu bê núp á anh. Hai phần bò cu bê. Cú bê rồi đấy, cú bự không nội? Cú bê, cú bê má. Cú bê. Cà mày kêu mẹ phải tâm cú bê hay đúng nào. Bê. Bắp bò Canada. Hai phần. Thiếu Minh buồn mọi người ơi, tại Minh chăm vợ rồi. Cổ phiếu ai nữa không? Tí. Tí tí. Em gái nè, cái gì nè kêu nè. Heo gần nướng. Nè, ba của em xin tư kêu đi. Cú bò. Bò theo gần đi. Kêu rồi, kêu rồi. Rồi, tàu chân xả. Anh chân gà sả tắc. Ừ, hai bạn chân gà sả tắc luôn. Cái nào em ăn gì? Chân gà sả tắc. Hai phần. Dạ cay gì? Cay gì? Cay nha, phải cay nha. Ông này hút hút thai này ông khó tính quá. Anh ơi, no. Hút thai. Thai thu. Cay nghe chạy. Uống gì? Cho em có ai không biết không? À, không. Em hai cho tôi bà lắc xe đi. Hỏi lên cái đó là lên ba chai. Mấy chai, mấy chai. Ba đi, mấy chai. Anh bây giờ bỏ cái buồn quá nhậu chứ đã qua ngày. Uống rồi cho nhà tiêu. Ừ, tay cơ bạc đồ ghê ba. Nè cậu lo cái nào lấy đi ba. Gì nè. Bay ấp là của ai? Anh bay ấp. Bay ấp của ai? Của em. Ủa? Nghe, qua đây ngồi với anh nè. Bay ấp của em bánh kìa. Qua đây ngồi với anh nè. Qua đây. Qua anh nữa. Bánh ngồi đây. Đổi tôi ngồi đây thì dành 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 dành. Dì cái gì dặn mà không nói. Sáu chai cho lắc xe đi. Nó lâu. Đúng rồi, để đàn cái tảng nó ngon nè, nước lắc nè. Bằng mặt béo luôn. Béo, giữ mặt lên coi. Đi. Ủa này là gì, hải sừng của nó hả? Đúng rồi, ngày do giáo khỉ á. Ê, sao này tưởng tượng mặt mình. Tại nhỏ ăn được còn chập tức nhỏ nữa, xung dịp nhớ. Kiếm anh hai hả? Anh hai. Có người kiếm anh nè. Hút thai. Alo, hút thai đi. Nhậu rồi. Nhậu rồi. Hai ơi, nó đón anh hai trên gồng tiền. Tụi nông lò để em đứng giùm cho. Để bò đi, để bò đi. Để cái tay của anh đó. Gấp đó, tụi bé. Để cao sơn này nướng đi, cao sơn kìa. Vú. Cao sơn. Vú đó sao nướng được. Rồi hai con ăn đậu bắp đi. Chỉ thôi em trả gì. Ủa, hai mày bắt cặp lộn mà, hai chồng ăn cha tâm đỡ. Vô mắng nè. Vô anh hai ơi, vô anh hai ơi. 1, 2, 3, vô. Ai mẹ ơi, ngồi đàn đi thôi nè. Bên đây đụng cấm cấm. Hai chồng mạnh gặp đi liên liên mạnh nó gọi sưng đói luôn. Đói nè, cho anh hai ăn miếng anh hai. Ăn lên cánh, ăn trước đi. Nè. Nè, lụm đôi dán vô, lụm đi. Rồi, lụm đi. Mời mấy bạn nha. Mời tất cả mọi người nha. Mời bạn nha. Chấm ăn đi. Ghê. Ừ. Vô. Đâu? Tôi mới lắng xem chứ. Đó. Mình gấp đi. Mới bự anh, mới bự. À đúng rồi, để nướng đi. Mình đã quá. Giăng mặt luôn quên.
một lát nữa về tới cầu Cung Tiên bỏ mẹ anh hai. Anh hai Cung Tiên á đi với bà Châu Giang về. Gì con? Là mua cho con hung hậu phải không? Đây chú mua cho. Ở đây. Lấy chú hai tờ đi. Lấy chú hai tờ đi. Mắc cỡ nữa. Quen lắm hả? Đúng rồi chú đó. Cảm ơn con nha. Hai đứa gái ăn mạnh nha con, lát trời có sức chạy về nha con. Đưa ra đại gia đình lương tơi. Bữa nay ba dẫn hai đứa con đi ăn. Nó bụng đứa nó ba đứa. Nhà hai chồng ba đứa con nữa. Trời ơi thấm rồi đấy. Cái này á phải được ra ngoài chỗ nhà phía sau nhà tôi á mà bật cái đèn lên á mà nướng kiểu này nè, ăn hoài được hoài. Đúng rồi, làm đèn ngoài ban đêm ngoài làm thịt thôi thôi đèn mấy mà đèn nháp à trời. Thôi chị dẫn nó lắc ta cái cao còn sao tôi nó lắc ta. Anh hai hết thấy đường gấp bội anh hai. Anh hai vậy anh hai cha anh hai cứng cứng trong người hai hết rồi gấp bội vô vô nè. Một, hai, ba, vô. Vô. Mẹ đâu mấy anh vô. Đấy rồi. Cục đá nè. Đây cục đá giơ tay nè. Cái này nó tới được. Xem bỏ lên sụm người ta đá nè. Đá mà. Bỏ mềm á. Này bắt bò. Ê cắt luôn đi, cắt luôn đi, cắt luôn đi. Cắt luôn đi. Cắt luôn đi, cắt luôn đi. Cắt đi. Cắt ra đều đi, ai nướng ăn được nhiều ăn. Vừa nướng trên bếp mình ăn luôn cho nó ngon. Ngọt không? Để gì ngọt. Để gì ngọt. Bò này mà nó hơi chín thôi đâu có chín. Ý là để nước nước ăn ngọt. Mở, để nước ăn. Ừ, gấp gì đó nói gì đó mà ai ăn nướng cái đồ cục trà bút của đó liền. Trời ơi phê. Bể đâu. Gấp rồi, gấp nhé mày chở rồi, mà cầm rồi. Để ra cho. Nè, gấp đâu. Móng móc cái gì? Gấp nè. Nói gấp rồi gấp. Gì anh hai? Gấp vô đi. Anh hai nhậu lắc hai no anh hát nổi luôn. Lát anh hai no nay về trước, anh hai bắt taxi về. Ủa rồi, nó tiêu á. Ủa chứ sớm giờ, nè. Sớm giờ nè. Anh với trai ơi, gió rồi chưa đúng. Hôm qua anh hai nhảy vô, hôm nay ra ngoài anh hai cậu gió. Gặp em gần đó bạn. Hai làm gì anh hai? Cái đó không có gì vậy? Anh em ơi. Anh em. Cái ngồi bò. Tảng bò đó nè. Qua em qua đây coi. Cái này làm cho quán tặng cho mình nè mọi người. Là món gì? Món gu bò nướng gu bò với cái gì? Cái này là gu bò nhưng mà trong dĩ gu xì á mọi người. Cái mè. Mè. Ngon quá bác. Này có tảng đá gu bò với tảng. Tưởng đâu lên tặng gắp. Đây, gánh này chính là anh gánh. Đụng đi anh chánh. Tự đi. Giống heo đó, qua cái này gì đây? Trong gừng. Em gừng hả? Lụm. Ngon quá. Mình ăn hải sản với mình ngán à. Mình lên gần mình nở đi. Cho nguyên thùng bỏ đi. Kìa có cái chỗ để cho chú thân cho tụi mình vô cái đi mình ăn miếng bò cho đã. Vô anh hai. Vô anh hai. Vô bảy vô. Chết ư. Mở bạn nha. Quán này là nằm gần cái bệnh viện nhiệt tăng mọi người. Đường mới các bạn. Đường Văn Đình Phùng. Sao đất xây dựng tới sân. Sao đít mới chịu. Cái cân này chứ. Mời mọi người nha. Ăn được bỏ rồi. Ăn đi không á. Ăn ngon lắm, ăn lá gì? Lấy tô. Nó lấy tô ngon. Thơm. Đỡ người nó gấp để lấy đây. Tính ra tôi chọn chỗ xuôi. Người chặn xuống gió luôn. Ủa nó mềm sụm cái trời. Vâng.
với bạn rồi. Chấp đi, hai dĩa mới, hai dĩa mới. Chấp đi. Hai dĩa mới. Hai dĩa. Ừ. Anh chủ quán dễ thương mọi người, tặng tặng đồ ăn nữa rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh đẹp trai. Ngồi chủ quán ly cà phê. Có con gái mà. Có luôn. Có đào này đi không? Đào ngoài bánh kìa. Đào đen kìa. Đào nó ăn nhiều lắm. Đào đen mà nhảy luôn. Gặp nhìn con bóng chúa. Anh lại em ăn ít mà. Thôi em ăn nhiều lắm. Nhiều lần chứ không nhiều. Anh em no chưa? Chưa đâu, dễ gì. Anh em ăn cơm không? Nữa không nội. Đàn ăn không chết vô cơm á. Mày có đậu chiên xá không? Dạ không, tại bây giờ mình vô ba anh em mà hỏi tiền hỗn xá. Ừ. Bỏ anh em nội, dạ. Ba anh em đâu, bỏ anh em. Bỏ anh em. Bỏ anh em, ba anh em hoài. Ba anh em dẹp tiệm rồi. Ba anh em chiều nay cũng thở khỏi ba anh em không trời. Salad. Ừ. Salad chua chua. Có sốt marinade. Đấy. Cài em sao? Rồi giật đi anh em á. Nha nhỏ nhỏ là chắc cà chua. Mọi người nha. Mời các bạn nha. Anh em ơi, bản chỉnh chưa? Mà này chính. Rồi, xanh. Cái này cho anh. Thấy rồi. Chiếc này anh hai đi đến đường phà Châu Giang vậy à. Tại chặng đường ở chân chỗ cầu tiên á. Lỡ uống cá hết anh hai. Mấy cá ghé đây cũng được. Uống cá luôn anh hai. Này anh hai. Nha. Cái tay anh hai béo quá anh hai. Ngoài. Ngoài vô. Anh ngoài. Nội đi. Dạ. Ông nội búp bê. Búp bê vàng. Búp 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 bê vàng. Nghe nghe búp bê vàng nghe. Cho nó chỉ tao á, chỉ tao á. Búp 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 bê vàng. Búp bê đó hả? Ừ. Búp bê vàng, búp bê vàng. Búp bê vàng. Ngồi tôi chảy này nè, búp bê đỏ. Đánh cái búp bê đỏ này nè. Búp 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 bê vàng. Đừng để hỏi ra gì chồng. Ở đây đồ ăn ngon mọi người ơi, vừa miệng vừa miệng mình luôn mọi người, thơm ngon bổ rẻ mà bạn ăn nha. Với nằm bây giờ cái đường Phan Đình Phùng vô Châu Đốc thì mình đi ăn cái quán nào mình ngon cảm thấy ok em sẽ giới thiệu cho mọi người ăn ha, ăn thử cho mọi người biết. Đốc quán nào cũng ngon đúng rồi. Ok mọi người ơi, thì xong đó giờ mình sẽ đi về. Thì các bạn nếu mà có dịp ngang cái đường này á, thì ghé quán bỏ anh em ủng hộ cho mọi người. Mấy anh chị chủ quán này rất là dễ thương, rất là tuyệt vời. Thì mình sẽ về. Thì hôm nay mình sẽ yêu cầu mọi người thì dắt các bạn đi thăm con của Thằng Minh. Bé trời ơi công chúa rất là giống Thằng Minh luôn. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Chúc tất cả mọi người sức khỏe nha mọi người. Bye mọi người nha.